linh hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Ngài là đấng sự an công minh cho những người đang bị áp bức, ban lương thực cho người đói ăn và giải phóng cho người tù. Hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Ngài là đấng mở mắt ai đuôi, đấng những người đang bị khóm côi, luôn yêu chuộng bậc chính nhân và thương giúp cho người kiều cường. Linh hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trí tuệ. Chỉ ơn cho người hiền trung. Linh hồn tôi ơi, hãy dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, thánh danh của Ngài, nào ca tụng hỡi lòng trung.